Bây giờ trời cũng sắp tối rồi các bạn. Nhiệt độ thì xuống rất là lạnh rồi. Khoảng 11, 12 độ ngay bây giờ. Thì hai vợ chồng mình vẫn còn ở ngoài vườn. Bà xã ơi, bây giờ mình trồng cái gì đây? Chào cả nhà. Mình dự định trồng một ít cải rổ với lại cải ngọt xuống đây luôn các bạn. Trời tối rồi, chúng mình tranh thủ luôn. Cải rổ là nó kêu là Chinese broccoli ha, nó kêu là cải lạng á các bạn. Thì năm rồi mình vẫn trồng ở đây, nhưng mà năm rồi mình trồng rất là đặc. Lẫn lộn với cái su hào hả em? Dạ đúng rồi, nó không có lớn lắm. Thì năm nay mình chừa sẵn một ô luôn để mình trồng nó. Thì cải lạng này thì mình luộc, mình chấm với nước tương ăn rất là ngon. Dạ, mà nó chịu lạnh rất là tốt luôn đó các bạn. Năm nào thì hai vợ chồng mình vẫn cũng trồng hết. Dạ, cho nên mà bữa mình mua một dĩ 2 đồng mà nó nguyên, người ta gieo nguyên một cái dĩ á. Về rồi mình chiết ra về trồng thì nó cây nó khỏe hơn, chứ để mình chiết khi mà mình trồng liền đó thì cái cây nó yếu xìu à. Thì bữa nay nó lên rất là mạnh nè các bạn, thì bữa đó mua thì rất là nhỏ. Dạ, bữa mua nhỏ xíu luôn anh Hà, nhớ không? Mình trồng hết ở đây luôn hả em? Dạ thì em nghĩ là mình trồng hết, nhưng mà không biết hết đâu. Không hết thì mình nhét chỗ nào ha? Dạ. Thì ở bên đây thì bà xã mình khoảng một tuần trước phải không em? Đúng rồi, tuần rồi đó. Tuần rồi mình trồng ở đây là cải ngũ sắc các bạn, bông cải ngũ sắc. Còn bên kia là mình trồng cái củ dền với lại cái hai con hồi củ dền á. Hôm nay nó tốt rồi kìa. Bắt đầu nó bén rồi. Đây nè các bạn. Ngay hàng thẳng lối không? Ở đây thì mai mốt trồng bầu bí ở đây. Còn em dạch một cái đường ngay giữa là cái gì đó, ngăn ranh giới hả? Ranh giới. Anh biết là em trồng cải ngọt vô đó nha, phải không? Không có. Cải ngọt một chút kiếm chỗ. Còn cái đó? Hả? Còn ngăn ranh giới làm chi? Tại mình muốn ngăn vậy đó, làm cho giống như là sao ta? Cho nó đẹp, mai mốt qua thì mình sẽ sao? Em làm cho nó sâu sâu lại á. Anh tưởng đâu em trồng cái cải ngọt ở chỗ đó chứ. Anh lại như em nhét như anh vậy đó. Ông xã mình nhét dữ lắm các bạn ơi, trồng gì cũng nhét. Mà có thể trồng cái ngọt chỗ đó được mà em. Tại cái ngọt nó cũng ăn mau. Cái ngọt em có chỗ trồng rồi. Có này hả? Ừ. Thì ở đây tận dụng tối đa đất hả các bạn? Dạ thì cái cải rổ này thì mình, nếu mà các bạn nào mà thích ăn cải rổ á, thì mình trồng bây giờ chứ gì, tới mình ăn tới giống như đầu mùa đông luôn các bạn, vẫn là còn ăn ha. Mà cái rổ thì nó chịu chỗ nào mà có nắng, mà nó lạnh thì như thế này thì nó phát triển rất là tốt. Mình cứ cắt xong rồi mình tưới nước, cắt ngang tưới nước xong thì rồi nó cứ lên suốt rồi các bạn. Năm ngoái mình trồng cũng chỗ này, nhưng mà một cái yếu điểm là mình trồng xen kẽ dưới cải tí hon. Tí hon bên kia nó lấn, nó rất là cao, nó to lớn, nó che nắng hết rồi các bạn. Dạ đúng rồi, cho nên là nó không có cái khoảng để mà nó nắng đó các bạn, cho nó tốt, nên nó tệ lắm. Đó. Thì bữa mình trồng cái củ hành này các bạn nhớ không, hôm nãy lên đều quá trời. Nó cũng lên rất là to, rất là nhanh đó các bạn. Dạ, đều mà đẹp quá. Nó mỗi ngày nó mỗi lên ha, nhưng mà sao nó ngã ngã gì một bên hết ha. Chắc bữa gió anh nhớ không? Không phải gió đâu, chắc em trồng nó không có đứng á. Cũng có thể. Hay là mặt trời nó mấy bên đó nó nhìn, nó nghiêng theo cái hướng mặt trời. Biết sao không? Em đố anh á. Suy nghĩ à. Chắc mặt trời chiều nó nhiều nắng đó ha. Tại vì không phải đâu, trong nhà kính của mình nay có nhiều rau đẹp lắm. Nó nghiêng đằng nó nhìn á. Chắc nghĩ quá. Đặc biệt là cái gì biết không? Và cái cải trà sậy á. Hôm nay tốt quá trời luôn. Mà các bạn thấy để ý không? Nó nghiêng qua một bên Nó nghiêng bên theo anh nhìn vô nhà kính mình không? Ở đó thì một loại hành luôn ha. Dạ. Cái đó thì hành có hành tím với lại hành vàng. Thì cái này mình dự định là trồng, có thể ăn củ hay ăn lá đều được các bạn. Nếu mà hôm mai mốt mà nếu mình không có chỗ nào trồng đồ đó, mình có thể nhổ hết lên mình ăn lá rồi mình trồng thứ khác xuống. Mà cũng có thể là mình để vậy rồi mình để nhổ củ luôn. Anh nghĩ sao? Cũng được. Mà anh thích nào? Ý hai cái ý kiến anh thích anh, cái nào? Anh nghĩ mình cái lá hành mình đừng có cắt. Còn nếu mình cắt rồi chắc nó sẽ không có ra củ to. Cho nên mình tét nó sẽ ra củ em. Phải không? Tét hơi hơi thôi.
Thì nếu mà em á, thì vấn đề test hay không thì cũng không quan trọng lắm, nhưng mà em ý em nói á, là anh có muốn để cho nó ra củ không, hay là anh muốn nhổ rồi mình trồng thứ khác? Anh muốn chắc ra củ đi, tại vì mình năm nay rất là nhiều hành rồi, ở đằng kia cũng hành. Thì tại vì em vẫn còn muốn trồng một ít cái cải trà sậy nữa, nhưng mà em thấy không còn chỗ. À, thì để mà bữa đó mình tính ha. Tại vì cải trà sậy lúc này là trồng trồng ở ngoài được rồi các bạn, ở trong thì hơi bị nóng rồi, nếu đợt sau ha. Hình như cái cây bên đây nó chạy ra rồi nè em. Cây nào? Cây mới trồng á. Chạy ra đâu? Chạy ra mấy ngoài đây rồi. Nó chạy ra, nó chạy ra ngoài đây rồi, phải đẩy nó vô. Được rồi phải không? Em thấy không, nó chạy vô sát cái cây đó rồi đó. Còn cái này hả? À, còn cái cây đằng kia thì nó xa ra, xa vô. Cây nó nổi nữa không ta? Anh? Chắc được, nhưng mà em phải đẩy cái này vô, đẩy cái cây gì đó vô nữa. Rồi. Chắc một cây sát bên nó được. Một cây thì... Vậy còn dư hả ta? Dư chắc không? Dư á. Chắc được mà không? Chắc được mà. Cho nó sắc sắc. Tại vì mình nó lên cái mình cắt lên, mình cắt các bạn. Trồng cái này cũng sướng lắm, là cứ có ăn suốt luôn anh hả? Ừ. Mà cái này các bạn biết không, cái cải này mình luộc, mình xào rồi hay là mình xào bún đồ cũng rất là ngon. Hay là luộc chấm với tương, tương dầu hào á. Xào dầu hào. Ừ. Mà nó non á, ăn cái cọng nó rất là ngon các bạn. Giòn rụm mà. Ồ, nhưng mà cái này nó tới hai loại nha các bạn. Cái loại lá chứ cái cọng mà bữa mình mua người ta không có để gì anh à. Ừ. Không biết cái này là không có để hình nha các bạn. Cho nên hình nó xuống. Chỉ để cái cải lạng thôi, mình không biết. Nếu mình mua nó hên thì mình được cái cọng, cái loại mà loại cọng không á các bạn. Còn cái loại đúng lá mà. Thì nó ro lá rất là to. Ăn không ngon, mà cái cải lạng này thì ăn cái cọng thì mới ngon. À, sắp xong rồi, bị thiếu cho nên em phải chiết ra mấy cái mà hai cây á. Anh nghĩ trồng một cây như vậy nè, nó đẹp phải không? Nhưng mà chỗ này thì vẫn còn một nhiều chỗ hai cây, nhưng mà hết đất rồi các bạn. Nhưng mà mình lại thích trồng hai cây cho nó đặc đặc nhìn đẹp. Đó, xong rồi. Rồi còn cải ngọt mình trồng ở đâu đây? Trồng cải ngọt bây giờ thì có hai dĩ cải ngọt các bạn, thì cải ngọt thì bây giờ nó lớn rồi rất là mau ăn. Cho nên em tính trồng chỗ bí của mình á. Cái ngọt anh nghĩ chừng 2 tuần là có ăn à. Nè các bạn, tốt quá trời không? Rồi, đi trồng. Cái ngọt thì bà xã mình định trồng chỗ này các bạn. Thì cái chỗ này bữa mình trồng củ hành rồi, thấy nó lú lú rồi nè. Đây các bạn, lú lú lên nè, rất là đẹp luôn nè. Chắc 2 tuần hả? 2 tuần, 2 tuần ta, trồng hồi nào? Tuần rồi chứ gì, mấy tuần á các bạn. Phải không, nhanh nhỉ? Hơn tuần rồi mà, hả em, phải không? Thứ 6 tuần rồi, phải à. Vậy một tuần ha, vậy cũng mau lên ha. Mau thiệt á, trời ấm ấm nè. Thì ở đây thì mình dự định mới mốt trồng bầu ngắn với lại bí. Thì bây giờ vẫn chưa trồng, tại cái đó chắc cũng phải 3-4 tuần nữa mình mới trồng được. Tại đó nó rất là sợ lạnh. Thì mình trồng này xong, mình ăn xong, cái mốt mình nhổ lên, cái mình sẽ trồng bầu bí xuống. Anh nghĩ chắc trồng một hàng là được hả? Một hàng thôi à. Nhưng mà anh nghĩ em trồng giữa hay là trồng... Hay là em trồng hai hàng đi, còn đây mới mốt mình có gì mình trồng nữa. Tùy theo em. Thôi thì thôi mình trồng một bên đây thôi. Còn bên kia có gì mốt nhét tiếp. Đúng không? Nhét cái gì mau ăn á không? Đúng rồi các bạn. Thì cái cải ngọt này thì mình để về mình trồng luôn cho nó mau lớn. Mình không muốn chiết ra. Với mai mốt á, lớn lớn xong cái mình sẽ nhổ lên luôn. Thì anh thấy cái trước cửa cái vườn ươm ta ra trồng cũng vậy ha. Dạ. Một chỗ vậy nó 3-4 cây ở trong á. Đúng rồi, giống như nguyên cái này nè, là người ta trồng luôn á. Cho nó sâu sâu xuống chút em, làm cho nó đứng lên á, giống như vậy. Thì cái cải ngọt này như nó có hai loại á nè. Một loại thì nó ra lá nhiều, còn loại nó mới lên cái nó có cái bông liền à, ta kêu là cải ngọng. Còn này kêu cải ngọt, phải à? Cho cái đó nó sâu xuống, làm cho nó đứng lên. Cái nào? Cái giữa. Cái giữa tại này nó bị, nếu mà nó tới đây nó bị úng á. Nè, cái không úng đâu. Úng á nè, nó tới cái mà chảng ba, nó cái nước nó vô á. Tại như này nó cũng hơi lớn rồi. Cái này thì mình không có mua, của má chồng đưa. Mà bữa mình gieo trong nhà kính mới này nó lên cũng hơi lớn lớn rồi.
Cái cải này thì nó lên, cái mình hái vô, cái mình xào mì đồ ăn cũng ngon. Dạ, không thể mình nhúng lẩu á. Nhiều muốn ăn nhiều thứ mà giờ chưa có rau các bạn. Chờ chắc cũng phải 1 tháng nữa thì ăn không hết. Chỗ này thì trời nắng nó cũng rất là nhiều. Mà cái này đất mới các bạn, mới đổ xốp lắm. Trồng chắc nghĩ mau phát lắm á. Này tự nhiên có 1 cây một à. Có nhầm khi nè, không lên á. Nhìn cho nên cái cây đó nó bự hơn. Bự hơn. Không ai dành ăn với nó. Thì cái hai cái cây kiwi này mình vẫn chưa trồng xuống. Mình để gầy cho nó cao chút là cái mình trồng. Tại vì mình trồng ở sau cái chòi đó đó các bạn. Cái nhà kho của mình á, thì chỗ đó phải cao lên nó mới chút xíu nó mới có nắng nhiều. Dạ, mình dưỡng dưỡng cho nó khỏe một chút, khi mà nó gần lên tới vàng rồi mình mới trồng cho nó có nắng á. Chứ để mình trồng nó hơi bị sớm quá giờ nó không có nắng sợ nó chết chứ nó yếu á. Thì cái kiwi mà nó lên cao vậy ra thì trên đó lúc nào cũng có nắng. Nhưng mà khi em nghe nói là trồng tới khoảng 2-3 năm mới có trái á. Có khi mình hên sao hả? Mình hên, với lại ông ngập chua là mon trồng cái năm sau nó có trái rồi sao? Hên xui, hên xui. Nó đột biến, nó có trái sớm. Cũng có thể nếu nó tốt. Này còn có một ấy mà nó nhiều quá, thôi mình chia làm hai đặng trồng cho nó đủ. Đúng không? Tại vì mình biết ông xã mình cái gì cũng thích cho nó vừa đủ á các bạn. Vừa đủ. Nó cân bằng, cân đối. Proportional. Vừa đủ luôn á, thấy không? Giỏi. Rồi xong rồi các bạn, thì này nha, nó chịu lạnh hay lắm. Cho nên là mình tưới sơ sơ chừng khoảng tuần lễ nó phát cho coi. Thì chiều bữa nay trồng cải rổ với cải ngọt ở chỗ này, cải rổ ở đằng kia. Rồi, coi như hết chỗ rồi nha các bạn. Thì chờ khoảng 2-1 tuần nữa là có thể là có những thứ mình có thể thu hoạch được rồi đó ha. Thì đất này mình nãy mình cũng tưới rồi các bạn, bây giờ tưới sương qua tưới sương cho nó mát mát vậy đó. Với lại tối nay nó lạnh rồi mình cũng không cần tưới nó nhiều. Dạ đúng rồi. Xong rồi các bạn, coi như bữa nay thì trồng được mớ sen vô cái cải ngọt này đặng mình ăn sớm. Chứ trồng đặc biệt là trồng cái cải rổ. Cải rổ thì trồng xong rồi nó chịu mát lắm, nó bén rễ xong chừng khoảng ít bữa là nó lên rất là tốt luôn á. Trời cũng tối mịt rồi đó các bạn. Bắt đầu lạnh rồi ha. Thôi xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của vợ chồng mình. Nếu các bạn thích xin bấm like, đăng ký và chia sẻ để xem những video kế tiếp nha. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye các bạn. Bữa nào cuối tuần nó cũng tới thu vậy nè, mới xong việc á. Thì các bạn ta mặt trời nó đi. Nó chạy đâu mất tiêu rồi, cho nên bây giờ rất là lạnh ha. Nó cũng còn le lối ánh sáng chỗ đó.